phải thanh tịnh, mà đọc tới đọc lui suy vẫn mới thấy. Vì cái đó là cái diễn tả một thế giới sắc na mờ, không có tướng, mà đây lại có tướng. Cái đó là cái khó khăn. Chứ nếu mà diễn tả thế giới pháp chấp mà không có tướng thì dễ, là có hình không thì nó cũng khó vậy. Nhưng học kiến thức mình hiểu được, đằng này có hình có tướng mà lại phi không gian. Có tướng là phải có không gian, mà nếu có tướng rồi thì phải có sanh già bệnh chết, chứ làm gì mà không có được. A Di Đà mình thấy vậy mà nắm bắt không được, nhưng mà có tướng. Lầu Cát mình thấy vậy mà muốn đi qua cột thì đi. Chứ nói là một cái vấn đề lạ khó hiểu, nhưng mà mình biết rằng cái Phật lực A Di Đà trong năm A Tỳ Kỳ Kiết thì có thể tạo. Bởi vì thế giới nào lại không là huyễn, mà nó huyễn thì muốn làm sao cũng được hết, thì nó có định lực mình mạnh hay yếu thôi. Thành ra cái đó là cái khó hiểu, như là trong khoa học bây giờ nó ngán cái đạo Phật là chỗ đó. Không gian đó thì có một chiều, hai chiều, ba chiều, hết rồi. Bây giờ ông Einstein mới tìm được không gian bốn chiều là tối thượng, không cái nào hơn nữa. Cái đó dường như cái định lý bất biến, không có cái định lý nào cao hơn nữa. Thế mà trong đạo Phật dám nói không gian có thể năm chiều, sáu chiều, bảy chiều, trăm chiều, vô lượng chiều. Điên cái đầu, không thể hiểu được. Dùng cái tư tưởng mà giải thích, không thể giải thích được. Bốn chiều là sao? Là không gian thì có ba chiều thôi, chiều ngang, chiều dọc và chiều cao, hết rồi. Nhưng mà còn thêm cái chiều thời gian nữa, tức là cái nhận thức nữa. Thì chúng ta để ý, nếu nhận thức biến đổi là không gian biến đổi theo. Ví dụ như tôi nhận thức tôi là người thì tôi thấy nước là nước. Nhưng mà tôi thăng qua cái nhận thức tôi, cái chiều thời gian lên, tôi là cõi trời, thì cái nước biến thành luân lý. Rồi tôi thăng qua lên nữa, trên các nhà điện tử nữa, thì nước thành biến thành điện tử, 16 điện tử, dương 16 điện tử. Như vậy là có 4 chiều. Thêm cái chiều thời gian là cái chiều nhận thức cải sửa hết tất cả mọi cái. Nhưng mà như vậy tôi chưa có đạt tới bát nhã đâu. Đó là thế giới có thần không. Rồi khi mà mình trở về Phật tánh rồi, thì tất cả những cái vô lượng không gian này đều nằm trong Phật tánh. Dầu cho cõi người, dầu cho loài khí tộc, dầu cho cõi trời, dầu cho ngạ quỷ, dầu cho các nhà hóa học, dầu cho các nhà điện tử, đều nằm trong cái bản thể bất sanh bất diệt này. Mà nếu tôi nắm được cái bản thể bất sanh bất diệt này thì vô lượng không gian, vô lượng chiều này đều trở về cái không có chiều nào hết, chẳng có không gian, chẳng có thời gian. Mà nắm được cái này rồi thì chúng ta có thể lập tức chuyển biến một cách thần tốc, thì chúng ta có thể nhập vào không gian bốn chiều, năm chiều, sáu chiều một lúc. Tôi ngồi đây mà tôi có thể thể hiện vào cõi trời dục giới, cõi người, cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tôi nhập vào tứ không luôn, một mình tôi quá hiện ra vô lượng cõi. Thế là một mình tôi có thể có không gian nhiều chiều, vô lượng chiều. Nếu là Như Lai thì nhập luôn tất cả, từ địa ngục cho tới cõi trời phi vi tưởng, từ một chúng sanh cho tới vô lượng chúng sanh. Khoa học nhất cái đầu, điên cái đầu. Một người không thể làm như vậy được. Nếu có thể, giờ tôi cõi người tôi thấy nước là nước, mà tôi vô cái phần khoa học thì nước H2O, thì lúc đó H2O chứ tôi không thể, mình vừa là nước mà vừa H2O, không thể làm cách đó được. Nếu tôi thấy nước là H2O thì nước H2O chứ tôi không thể đồng thời thấy nước là nước được. Không có thể hai chiều như vậy được. Khoa học công nhận là có nhiều cái cõi, nhưng mà một người không thể nhập vào hai cõi được, một cõi thôi. Còn nếu tôi ra khỏi phần khoa học thì nước là nước, thì tôi không thể thấy nước là H2O được. Cái này tôi có thể vừa thấy nước là nước, vừa thấy nước H2O, vừa thấy nước là điện tử, vừa thấy nước là lưu ly, vừa thấy nước là máu. Một người làm sao có thể làm như vậy được? Mà Đức Như Lai nó chẳng những vậy mà làm luôn vô trường, vô lượng chiều. Thì tôi nói rồi, để rồi mình biết rằng cái ngọc lưu cũng phải hiểu như vậy. Để chi vậy? Để đừng lọt vào ngũ âm ma. Cái ngũ âm ma là cái đau đớn nhất của người tu. Từ xưa tới bây giờ, nếu không có Phật Thích Ca là chúng ta chìm đắm trong ngũ âm ma, tức là lang thang trong cái vấn đề sanh tử vô lượng kiếp.
Thì cái này là cái nhức nhối nhất. Đã là thế giới của phi không gian là cái nhức nhối rồi, còn cái thế giới cực lạc là thế giới còn nhức nhối hơn nữa. Phi không gian thì không có tướng, đằng này có tướng mà vẫn phi không gian, đó là cái khó hiểu. Nhưng mà muốn hiểu thì chúng ta đọc lại 48 lời nguyện, em nhìn ngẫm cho kỹ sâu, chúng ta sẽ thấy trong đó mà giải thích không lẽ. Mà trong đó nhất cô động, nhất cái lời văn nó kỳ khôi. Nếu muốn mà tìm hiểu tận nguồn thì phải coi chữ Hán, nhưng mà coi cũng không chạy đâu. Tôi coi muốn chết tôi thấy cũng không khó mà chạy được. Thành ra thôi chúng ta phải tin thôi, tin mà chúng ta phải nắm có ba nguyện thôi là của chúng ta, còn mấy nguyện kia là cái nguyện của Bồ Tát Thánh, chúng ta hiểu nổi. Còn ba nguyện là nguyện 18, 19 và 20 là nguyện của chúng ta. Ba cái nguyện nó quan trọng nhất. 18 là tu thuần tịnh độ, nhưng cái lối văn khó hiểu lắm nè. Phải đọc tới đọc lui mười mấy hai chục lần chúng ta mới nắm được. Cái lối văn nó cô động mà nó rất kỳ khôi lắm. Người dịch ra hết nhiều khi cũng chắc người dịch cũng chẳng hiểu gì hết. Dịch sát nghĩa thôi, sát chữ, chứ không nắm được cái ý. Không nắm được cái ý. Cái đó là cái nguy hiểm. Dịch thì không ai cãi được hết. Chính như hôm trước tôi nói cái ông tiến sĩ Minh Đức người Việt Nam, hoặc Minh Đức thấy mình đạo Phật hay quá, thì ông biết chữ Hán, ông mới dịch. Ông nói là cái tối thượng của vô ngôn, cái tối thượng của hữu ngôn là vô ngôn, mà hữu là có ngôn là lời nói, là tối thượng của lời nói là vô ngôn là không nói nữa. Ngôn là lời nói mà vô là không nói nữa. Trời đất ơi, dịch vậy là chết rồi, chết cái đạo Phật. Rồi tối thượng của hữu vi là vô vi, hữu là có, vi là làm, nghĩa là tối thượng của cái có làm là không làm nữa, vô là không, vi là làm là không làm nữa. Như vậy là thôi là chết cái đồ. Nhưng mà bắt ổng thì không bắt được, ổng dịch rất là trúng, hoàn toàn trúng, không có sai chỗ nào hết. Nhưng mà cái ý thì cặp lắc cặp, mà cặp một cách chết chết người. Thành ra chúng ta thấy là yêu kinh giải nghĩa thì ta thế Phật quán. Mình giải kinh mình phải biết cái ý. Ví dụ mấy người xưa người ta có nói đó, được ý hay bên lời. Có nôm là gì cá mà được cá hãy dục bỏ nôm. Có giò là gì thỏ, được thỏ phải dục bỏ cái giò. Có lời nói là gì để diễn tả ý. Làm sao mà hiểu được cái ý, dục bỏ cái lời nói. Mà nhất là cái quả nhập lưu này đó là làm sao mình nắm được cái ý để mình dứt đi những cái hiện tượng giới này. Mà nếu không nương dậy tự giới làm sao nhận được bản thể. Nhưng mà nhận bản thể rồi phải dứt cái hiện tượng giới. Nhưng mà dứt đi đâu? Dứt ở trong cái bản thể à? Cái khó nữa là chỗ đó. Chúng ta dứt tưởng là tách ra cái bản thể ra khỏi hiện tượng, dứt bỏ chỗ khác. Không phải đâu. Phải làm sao chiếu kiến lại đi vào sự quý. Cái đạo Phật là cái đạo chiều sâu, đi vào chiều sâu tức là chiếu soi trở lại lại mình, từ chiếm hữu bên ngoài tới chiếm hữu bên trong, từ cái tưởng tri đi qua cái thức tri rồi qua cái thắng tri, chìm sâu trong đó mặt trăng thứ ba, rồi mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ nhất, rồi mới tới mặt trăng thứ. Bằng đầu thì mình tưởng là thấy bằng con mắt, bằng tròng đen, nhưng mà đi sâu thì mình thấy không phải tròng đen mà thấy rằng dây thần kinh. Tròng đen chỉ là chiếu hình đó, thấy bằng thần kinh thị giác. Rồi đi sâu nữa thì mình thấy thần kinh thị giác là cảm giác, thấy bằng tư tưởng mới đúng, đó là tưởng tri đó. Rồi đi sâu nữa thì không phải tư tưởng, tư tưởng là còn phân biệt, còn vọng đi bằng cái trực giác, đó là qua thắng trị. Nhưng mà trực giác đâu phải đi vô thẳng liền được, có người không chịu trực giác đi vô thẳng à, nếu thẳng thì đâu có nhập lưu với Như Lai Bất Lo. Thì cái trực giác là phải nhận được mặt trăng thứ ba để chiếu kiến cái sắc vững và những cái cảm thọ thô tháo đê tiện, đó là cái chiến hữu thô tháo nặng nề đê tiện bên ngoài, rồi mới chiếu lên như cái mặt trăng thứ hai là cái lạc thọ và cái khổ thọ, cái chập chờn. Vì cái lạc thọ với khổ thọ có lúc có thân, có lúc là cảm thọ mất thân, cái thân với cảm thọ nó cứ chập chờn, cứ le lói vậy. Thì cái hư minh le lói trước soi nó cũng vậy, có lúc là hình, có lúc nó biến thành hào quang, rồi nó lại trở hình, rồi hào quang. Hào quang với cái hình không phân biệt được, vừa thấy hình đó thì nó biến mất thành hào quang, vừa thấy hào quang thì nó lại hội tụ
thành như cái sắc trần dường như có hình. Thì cái này giống như cái lạc với cái khổ, phân biệt không được, phân biệt không được. Thành ra chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, cái đạo Phật là cái đạo đi sâu, đi sâu dài. Thành ra nói thấy bằng mắt là không phải sai, nhưng mà chưa có đạo. Bây giờ thấy bằng cảm giác thì hay hơn, nhưng mà cũng chưa đúng. Thấy bằng tư tưởng thì thấy càng hay hơn nữa, cũng chưa đúng. Thấy bằng cái hành, cái ý chí, cái nắng đo thì đúng hơn nữa, nhưng mà chưa những cái kinh nghiệm còn đúng hơn nữa, nhưng mà cũng chưa phải. Thì cái này là thức trí. Bây giờ đi sâu nữa, chúng ta phải thấy bằng những cái thái trí, tức là thấy bằng cái trực giác, không xài cảm giác, không xài tư tưởng nữa, thấy trực giác vào sự vật. Trực giác vào sự vật là sao? Là giữa người thấy và đối tượng thấy là một, chứ không có tôi thấy và có sự vật đối tượng để tôi thấy. Có nghĩa là người và sự vật thấy được cái biết này, nhìn thấy nó. Thì quý vị, ví dụ mình thấy là có con người đi, có người đi và có cái tác động đi. Nhưng mà khi trực giác rồi, mình thấy người với tác động đi cũng đều là sự chuyển biến thôi, chứ không có một con người mà điều khiển cái đi. Mà sự có sự chuyển biến cái đi, cũng có cái tác động, con người cũng là một cái tác động chuyển biến thôi. Còn nếu đứng về tư tưởng là có con người điều khiển cái tác động đi, và có cái khoảng đường được đi. Nhưng mà khi nhìn qua thì khoảng đường cũng là sự chuyển biến, mà con người cũng là sự chuyển biến, mà cái tác động cũng là một chuyển biến. Và khi đi chậm thì biết rằng có tác động chậm, có con người chuyển biến chậm, và có khoảng đường. Khoảng đường chậm, ngắn. Nhưng mà cái biết này vẫn là cái biết. Nó không phải là khoảng đường, nó không phải là con người, nó không phải là tác động. Mà nó biết được hết tất cả cái này. Chúng ta phải trở về cái biết này. Chính cái biết này là căn thứ ba, là không phải rộng, không phải trơn, mà là con đường đi đến trơn, con đường độc nhất để đi đến cái trơn. Thì đây là có hình mà chưa có tướng đấy, vọng tưởng dung không. Thì chúng ta qua quả nhập luôn. Nhưng mà nhìn vậy chưa phải chúng nhìn luôn những cái cảm thọ nữa. Cái cảm thọ đê tiện chúng ta biết rồi, như địa ngục thì địa ngục mà mất luôn cái cảm thọ, mất luôn cái biết đó là địa ngục vô gián, địa ngục của ngũ nghịch. Nhưng mà địa ngục đó địa ngục nặng nhất, còn địa ngục nó có bắt đầu có cái biết, mà cái biết biên đạo. Tức là lấy phải làm quấy, lấy tốt làm xấu. Lấy có người uống rượu thì cho uống rượu là đúng, mà cho những người uống rượu là ngu. Thì cái này là địa ngục đó. Thì những cái cảm thọ này mình phải chiếu kiến, vị ngập lương phải chiếu kiến, đó là những cái cảm thọ đê tiện. Nó thì ngã quỷ là cái cảm thọ chiếm hữu, mà chiếm hữu một cách nặng nề. Chiếm hữu là không nghĩ gì tới cha mẹ anh em, tiền bạc là trên hết. Bây giờ con người có những cái ngã quỷ như vậy đó. Thì vị ngập lương phải chiếu kiến được những cái cảm thọ này, vĩnh viễn là không có nữa. Thành ra chúng ta học, chúng nghĩ cho sâu, chúng ta thấy đời này đó thì địa ngục ngã quỷ rất nhiều. Những người chửi cha mắng mẹ, những người mà ăn thịt uống rượu là chê, những người cờ bạc là chê, những người khác là ngu. Chết là con ma nhập quê, những người tình dục mạnh. Thì những cái này là ngã quỷ, là địa ngục. Thì một vị ngập luôn phải chiếu kiến được luôn cái này, chứ không phải sắc thân thôi. Thì cái này thuộc về sắc thân, bởi vì nó quá đê tiện. Chúng ta phải hiểu những cái đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ đừng có khuôn khổ. Không phải là nhập lưu luôn đâu. Nhập lưu là cái Phật tánh nó quá yếu, nó có 1/4. Nhưng mà tỉnh thoảng nó tiến 2/4 và 3/4. Có lúc mà thanh tịnh hoàn cảnh thuận tiện gần thiện trí thức, thì chúng ta sẽ dọt tới thấy cảm giác, có khi nhận qua một phần nào cái tư tưởng. Nhưng mà thường thường là nó ở cái sắc điểm và những cảm giác đê tiện. Cái khó là thường thường chúng ta giảng cái gì là chúng ta khuôn khổ nó như vậy, chứ không thể vượt qua được. Nhưng mà cái này nó tràn lan. Nhưng mà thường thường nó ở cái này 20/24. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta đi tới cái nhị thiền.
Mà chúng ta thấy cái tập tu nhị thiền, tập tu tứ thiền với cái chứng đắc tứ thiền, thật ra nó cũng không khác mấy. Chứng đắc là chúng ta nối được cái niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đến khỏi niệm Phật và chìm đắm trạng thái, năng ra khỏi trạng thái, nó nối lại nhau thôi. Thành ra tôi thường giảng là khỏi bằng niệm Phật chúng ta có thể qua bát nhã. Rồi thường thường chúng ta nói là qua bát nhã thì phải có thiện trí thức. Ở đây chúng ta cũng hiểu lầm cái vấn đề thiện trí thức nữa. Thiện trí thức là cái gì? Thiện là tốt lành, trí là người có một sự hiểu biết căn bản. Thức là có thể làm cho mình nhận được những cái sự vật đó. Thì cái này không phải chỉ con người không, mà tới một cái miếng sành dở, một cái tiếng hét, một cái lá cây rơi thì cũng có thể là thiện trí thức. Chúng ta phải hiểu rộng như vậy, chứ không phải thiện trí thức phải là xá lợi phất, phải là một kiền liên, không phải như vậy. Rồi làm sao kìm được cái gì đó? Nếu được như vậy đó thì mình dễ ngộ hơn. Mình thấy có những vị đâu có cần ai, như là ông Huệ Năng đó, thì ông đến Ngũ Tổ có học cái gì Ngũ Tổ đó, ấn học cái gì đó. Vậy là Ngũ Tổ ấn chính có hiểu không đúng hay sai thôi. Ngũ Tổ nó người mà nhà quê, người dân mọi mà làm sao có Phật tánh. Ông nói dân thì có người mọi, có người kinh, nhưng mà Phật tánh không có hai. Nó tự ông biết hết, Ngũ Tổ có dạy gì đâu. Quyền giá cũng vậy, đi gặp quyền sách hai người đối đãi nhau thì thấy là rất đúng. Thì ông này nó nhờ chị ấn chứng coi mình cái hiểu mình đúng hay không. Mà muốn hiểu đúng hay không thì phải thử, tức là phải trách nhiệm đó. Cũng như học bài mà muốn biết đúng thì phải có ông thiện trí thức, ông thử kinh nghiệm. Thì ông quyền sách là nói tôi thì sơ lắm, tôi không thể chuyên nghiệm anh được, thì có Lục Tổ Huệ Năng. Dựng tính Lục Tổ Huệ Năng rồi thì ông thấy là đối đáp giữa hai người thì Lục Tổ Huệ Năng có dạy ông cái gì đâu. Lục Huệ Năng cứ ấn chứng ông là đúng. Ông lợi rồi ông chống cái tích trượng đi ba vòng không thành lại nữa. Lục Tổ Huệ Năng nói đại đức từ đâu đến mà ngã mạng quá. Ông nói sanh tử là chuyện lớn, chứ chấp gì cái lễ lại. Rồi thì Lục Tổ Huệ Năng nói sao không ngay cái thân sanh tử thể nhận cái vô sanh, không ngay cái là vô thường thể nhận cái chân thường. Thì ông nói cái thể nhận chính là vô sanh, cái biết rõ, cái liễu tri, cái vô thường chính là chân thường. Thì ông độc đáo, nó ngay cái sanh tử đó là vô sanh. Nếu mà nhận được trong ngay sanh tử thì cái đó, cái nhận được này chính là không sanh, chính là biết rõ, bất sanh bất diệt. Ngay cái vô thường chuyển biến từng sát na, từng chu kỳ này, mình liễu tri được nó, hiểu rành rõ trực tiếp vào nó, thì cái hiểu rành rõ này chính là chân thường. Có ai mà được dạy cái này đâu phải là Huệ Năng dạy, không có gì đâu. Mà ông tự chiêm nghiệm mà không biết đúng hay sai. Nếu không có Huệ Năng thì ông đi xuống vẫn đúng như thường, không có gì đâu. Nhưng có Huệ Năng thì cái niềm tin nó vững chắc hơn. Thì qua nó nói phải, đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ mới quỳ xuống làm lại đàng hoàng 3080 tới hành. Rồi xong nó đứng bên hầu tổ, chút xíu con nói xin cứu từ để trở về. Thì tổ như con thử thêm nữa chứ đâu phải vậy thôi đâu. Nói sao ông về sao chống thế, sao mau quá vậy. Thì không biết Lục Tổ gài mình vô cái bẫy nữa. Thì chúng ta thấy cái này là giữa tư tưởng bất nhã đấy. Lục Tổ luôn luôn chơi cái thế tư tưởng, kéo ông trở về tư tưởng. Ổng thì ổng thấy cái đặt cái bẫy đó thì ổng nhảy qua bát nhã. Mà bát nhã tư tưởng chỉ có đường tơ kẻ tóc thôi. Nhích một chút xíu lọt qua tư tưởng, nhích chút xíu trở về bát nhã. Bởi vì tư tưởng là tư tưởng đâu, tư tưởng ngay trong cái bát nhã bất biến, bất sanh bất diệt. Mà cái bát nhã bất sanh bất diệt ngay trong cái sanh diệt của tư tưởng. Thì nó chỉ nhích một chút xíu là lọt. Chúng ta phải để ý có đó là mình vậy mà không khéo là mình lọt vào thế giới của tư tưởng. Nếu mình có đối trị, có cải sửa, có đè nén, có chạy trốn, có quán xét, có đồng cách, tìm đủ cách tại sao, làm sao, thì chúng ta lọt vào cái tư tưởng này. Mình chúng ta thấy cái bát nhã thì nó cũng đơn giản thôi. Nghĩa là nó không có pháp môn, mà nó có tất cả pháp môn. Nó thành ra Lục Tổ mới chê một câu nữa, về sao mà chống thế, sao mà mau quá. Thì ông nói, bản thể mình vốn không chuyển biến mà là tại sao có máu chậm. Cái xác thân đi chứ bản thể nào có đi đâu.
cái biết tôi có chạy đi đâu đâu, nó là trùng khắp hết trơn. Thì có sát thân đến và đi, có đến thì phải có về, thế thôi. Mà lục tổ hỏi là sao mà về trống thế, ông nói mình có về, cái sát thân về, cái tôi có về đâu, cái bản thể không có về đâu hết. Như thầu nói vốn mình chẳng động, lấy gì có trống chạy. Vốn mình tức là cái chân ngã đó thì chẳng có động, mà làm gì có trống với chạy, có mau với chạy. Về sao mà mau thế, mau là sát thân chứ còn cái bản thể tôi là đâu có đi về gì đâu. Rồi lục tổ mới chơi độc ác, ai biết rằng không không động, ai biết rằng không động, nói ông nói là không động, ai biết không động. Mà nếu đặt chữ ai nữa thì lọt qua thế tư tưởng. Thì ông nói là cái đó là tại chính nhân giả tự sanh phân biệt, chính ngài, chính đức ngài tự phân biệt. Chứ trực giác thì trực giác, rồi làm sao có ai mà trực giác, không có vấn đề đó. Không động là không động, chứ không có ai biết không động. Ai biết không động thì cái động này là cái động của, cái không động này chính là cái không động đối với cái động. Một cái không động tuyệt đối thì bây giờ trong động, trong không động nó vẫn là không động. Thành nó nói là chính, chính nhân giả tự sanh tâm phân biệt. Chính ngay cái không động ngài sanh tâm phân biệt đã ngài lọt từ cái bát nhã qua tư tưởng. Chúng ta thấy đọc đó là ai biết rằng không động, nó chính tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Thì lục tổ đập thêm nữa, không phải dễ đâu, mới nãy có chữ ai nha. Thì nói giờ chính nhân giả tự sanh tâm được. Thì lục tổ mới khen, ông hay quá, ông thật sự là hiểu được cái ý bất động. Ông thật sự mới là con người hiểu được cái ý bất động, cái ý không động. Thì ông quyền giả không thể trời lục tổ chơi mình nữa. Ông đã không động mà bây giờ không ai mà lại có cái ý, cái ý không động. Ông thật sự đã hiểu được cái ý không động. Mà không động làm sao có ý, có tư tưởng không động. Đã không động mà lại còn có tư tưởng biết không động nữa, thì cái động này cũng làm cái trá hình của cái không động này cũng làm trá hình của cái động thôi. Thì ông quyền giả ông nắm được, ông nói không động lại có ý sao? Không động mà lại có ý nữa sao? Không động là không động, bất động là bất động, tại sao mà có ý bất động? Biết rằng nó là bất động thì cái biết này là cái động, thì cái động này cũng là cái bất động này cũng làm cái trá hình của cái động thôi. Rồi vậy đó, người ta mình thấy lơ mơ là kẹt, lơ mơ là kẹt. Nói, ai ông thật sự là rất hay, ông hiểu được cái ý của bất động. Thì ông này mới trả lời, bất động là há có ý sao? Bất động là bất động, bất động là có ý nữa. Rồi lục tổ mới nói, không ý thì ai phân biệt? Nếu không có ý thì ai mà phân biệt được là cái bất động? Thì đây cái hồi nãy là một con đường, một con dao đâm vô, giờ đâm hai con dao, giờ đâm luôn cả ba con dao, ba chiều. Không ý là một, thì ai là người tư tưởng phân biệt là ba. Hồi nãy có một cái thôi là chống thế, về sao chống thế thì là một con đường thôi mà cái bản thể làm sao có chống có chạy, là một con dao thôi. Nào ông nói là ông hiểu được cái ý của phân biệt. Ông thật là con người hiểu được cái ý phân biệt, cái ý của không động. Thì giờ có cái không động và có cái ý không động. Rồi bây giờ nếu nói là nếu mà cái có ý phân biệt thì ông này mới nói nếu không ý thì ai phân biệt đấy? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. À, bây giờ ông đổi là cái thế ba chiều, đánh một chiêu luôn ba ngã. Thì chỗ này là chỗ khó nhất đấy, chỗ này mà chỗ chết của chúng ta đấy. Thành ra quyền giác ông mới đổi liền. Ông nói bởi vì nếu không phân biệt là cây đá, mà nếu phân biệt thì là giống. Ông nói phân biệt thì có, nhưng mà đó cũng không phải là giống. Câu này là cái câu khó nhất. Phân biệt như vậy là người đạt đạo, người đắc quả là không có phân biệt đó. Mà nếu đã phân biệt là giọng, thì ngài mới nói phân biệt thì có, nhưng mà đó cũng không phải là giọng. Thành ra trong kinh, trong sách đó thì ông Trúc Thiên cũng đã hay đó.
Nghĩa là phân biệt có ba cách. Một cái cách là của giác quan, tức là năm thức đầu. Một cái cách là của tư tưởng. Giác quan đây tức là ngũ câu ý thức đấy. Một cách tư tưởng là độc đầu ý thức. Một cái cách của chân tâm, trực giác. Ba cái này được phân biệt hết. Nhưng mà phân biệt là nhờ con mắt thấy, thì cái tánh cảnh mình học bài kinh sách đó, do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức để gặp gỡ ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ hết. Đây là thế giới của tánh cảnh. Còn do duyên thọ là ái, thời qua thế giới của đới chất. Nhưng mà đới chất này phân biệt là nhờ có con mắt mới sửa hết tất cả do duyên con mắt, do duyên pháp trần. Nãy mình đọc câu hỏi số 1 đấy, con Thiền Đức cũng tóm rất là hay. Thì tới cái thọ là hết. Còn nếu qua cái ái một cái thì tất cả những cái này thì trở thành là thế giới của tư tưởng. Hồi nãy là thế giới của chẳng phải giọng, chẳng phải chơn. Nhưng mà chưa phải chơn đâu, chẳng phải giọng, chẳng phải chơn. Rồi qua tới cái ái là toàn thể thế giới hồi nãy bị cải sửa lại hết, bị chụp ngũ thành ở thế giới của giọng. Nhưng mà còn một cái nữa là cái thế giới mà ý căn tiếp xúc với pháp trần phát hiện ý thức, thì thế giới này thế giới thuần của tư tưởng, tức là về mình hồi tưởng lại thì mạt na sẽ cung cấp những chất liệu đó, thì bây giờ là pháp trần. Thành ra chúng ta thấy thế giới có tánh cảnh là thế giới của hiện lượng, còn thế giới tư tưởng thì tất cả những cái sắc thinh hương vị xúc đều chuyển biến thành pháp trần hết. Tức là sắc thanh hy vị xúc là thế giới của chuyển biến sắc na. Nghĩa là có một cái khối lù lù, như tôi nói là cái số sắc trần, một số thinh trần, một số hương trần, một số vị trần đang hội tụ lại. Những cái điện tử đang hội tụ chứ chưa có cái tướng. Nghĩa là chúng ta không thể nắm bắt được, không có một cái khuôn khổ, nhưng mà có hình. Bây giờ nó có khuôn khổ luôn. Sắc trần có thể là cái ly, có thể là cái thao, có thể là người ta, có thể là cái cột, tôi có thể ôm lấy cái cột được. Còn thế giới tình độ thì có cái cột, mình thấy như vậy mà ôm không có dính, không có dính. Thì thế giới đó mình thấy dường như pháp trần, mà nó thật sự nó là sắc trần. Cái độc đáo của A Di Đà của đó. Còn nếu mình nhìn vào sắc trần, cái cột đâu có hình tướng cái cột. Nó lù lù một khối sắc trần đang hội tụ, chưa biết nó là cái gì, đâu có tướng gì đâu. Nhưng mà qua thế giới cực lạc thì nó có tướng rõ ràng. Nó có cửa sổ, có lầu cát, có cửa mở vô đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mình lại mở cửa là nó không có dính. Thì chúng ta thấy hơi khác một chút, thế giới cực lạc hơi khác với thế giới của tánh cảnh một chút, một tí xíu. Đó là do năm A Tăng thì kiếp với 48 lời nguyện của Ngài. Thì đây chúng ta thấy đã rõ rồi, làm sao chúng ta phân biệt giữa địa ngục cho tới cõi trời phi phi tưởng nó khác nhau làm sao. Thành ra từ tứ thiền mà nếu chúng ta đi xuống là xa đọa, thì chúng ta xuống tới mức cùng là sắc trần, thì nó sẽ chụp mũ hoàn toàn vọng tưởng kiên cố, chứ nó không thể mà dung thông được. Không có dung thông theo cái kiểu là hòa lẫn như là ở tứ thiền với tam thiền. Tứ thiền tư tưởng nó thì bắt đầu có hình tướng. Còn thế giới của dung thông, của mặt trăng thứ ba thì có hình chưa có tướng. Còn thế giới của hương minh le lói chiếu soi thì lúc là hào quang, lúc lại là sắc trần hội tụ. Lúc có hình mà lúc là hào quang. Thì bên đây cũng vậy, lúc là sắc thân mà lúc là cảm giác. Hai cái nó không khó mà phân biệt được. Cái kia của cái tứ thiền đó là có hình chưa có tướng, thì bên tứ thiền có hình có tướng. Bên mặt trăng thứ ba có hình chưa có tướng là một số sắc trần đang hội tụ thôi. Còn xuống tới cái hư minh lê lói chiếu soi thì có lúc là hình, có lúc là hào quang. Thì bên này có lúc là sắc thân, có lúc là cảm thọ. Mà cảm thọ thì vô hình. Chúng ta thấy nó chập chừng khó phân biệt. Rồi từ đó trở xuống tới hỷ, tán thán trú ải trước thì hoàn toàn của tư tưởng không có hình, có tướng. Không có chụp mũ được bên bên sắc na được nữa. Vì nó quá thô tháo, quá đê tiện. Nhưng mà nó có chồng mũ chụp cái nón lên trên đó. Ở dưới cái gì thì kệ đó. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Còn mà cái giai đoạn đi tiến quá trở lên từ tứ thiền và lên tứ không,
Thì cái này độc đáo đấy. Cái này là cái khác nữa. Lúc thì nó loáng thoáng thấy được cái chân tâm, rồi mất đi. Bởi vì nó là vọng mà nó là sao động, thì nó vừa được yên một cái là tất cả những cái chân đều hiện trong nó, rồi nó lại sao động thì biến mất. Nó là tan là thành tình. Rồi nó lại đi sâu nữa, đó là mặt na. Mặt na thì cái mặt na cũng là khó đấy. Nó phân nửa sát na chu kỳ, phân nửa sát na sao động. Cái khó như vậy đó. Cái này hồi đó tôi đọc là tôi cũng điên đầu đó. Thì ở trong kinh có ví dụ cũng như là cái biển vậy. Nước ở trong sông đều chảy vô biển thì quá một màu mặn, quá một gì, chỉ có một vị mặn mà thôi. Nhưng mà khi trở ra trong sông thì có sông nước chua, có sông nước mặn, có sông nước ngọt. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà cái mặt na nó trở vô trong cái a lại da rồi thì nó biến thành năng lực là không còn chủng tử nữa. Nhưng mà khi nó sao động rồi, nó đứng lặng rồi thì không có chủng tử. Nhưng mà khi nó sao động rồi thì bắt đầu có chủng tử. Chủng tử có thiện, có ác, có vô cứ, tùm lum. Cái này là cái điên đầu của chúng ta. Cái điên đầu của chúng ta. Thành đã kêu nó là u ẩn. Ẩn là núp kín, u là thâm sâu. Núp một cách thâm sâu chúng ta không dò nó được. Nhưng mà tới ai lại ra thì hoàn toàn đứng lặng, không có sao động nữa. Thành ra đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Nhưng mà nó chuyển biến. Mà hãy chuyển biến mà trong đứng lặng trở vô thì nó chuyển biến nhanh, mà trở ra nó chuyển biến chậm. Rồi nó lại xuống cấp. Mà xuống cấp thì nó làm như là có hình chứ chưa có tướng. Đó là cái điều khó khăn. Chúng ta đi tới là thức thứ sáu thăng qua lên rồi sẽ thấy được chuyển biến của mặt na. Nửa chu kỳ, nửa sao động. Thành đã thường kêu ở trong đó, nó kêu là sinh diệt. Sinh rồi diệt, sinh diệt từng chu kỳ, sinh diệt từng sát na. Đó là cái danh từ của mặt na. Nào, truyền thống thức cũng là nó, mà vọng tưởng u ẩn cũng là nó. Nghĩa là chúng ta không thể mò nó được. Nào, rồi cái a lại gia thì sinh diệt, đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Và có một danh từ là hư vô vi tế. Hư vô là nó tràn lan khắp, vi tế là rất là nhỏ nhỉ. Nó đứng lặng mà nó chuyển biến thành ra cứ đi vô đi ra một cách hư vô vi tế. Những danh từ này rất quan trọng đó. Chúng ta nghiền ngẫm mà chúng ta mới thấy cái hay của nó. Rồi đi tới cái chân như là cái mặt trăng thiệt. Thì đây là phi không gian, phi thời gian. Hoàn toàn đứng lặng, hoàn toàn bất biến. Nhưng mà theo cái thế của Bồ Tát và Chư Như Lai thì thấy không có cái gì đứng lặng và không có gì bất biến hết. Cái đứng lặng bất biến thật sự đó là cái chuyển biến quá nhanh, quá thần tốc. Cho nên nó bao trùm hết tất cả mọi chuyện. Thần tốc cho nên nó có thể là bao trùm hết tất cả những cái chuyển biến sát na và những chuyển biến chu kỳ, những chuyển biến đứng lặng và những chuyển biến sao động. Nó ứng hiện lập tức bao trùm hết tất cả. Thành ra từ cái mặt trăng thiệt này phải bao trùm hết cái hư vô vi tế, vọng tưởng, pháp chấp và ngã chấp luôn. Thì cái đó chính là phi tưởng, phi hữu tưởng, thế giới của pháp thân thường trụ. Thôi tới đây tạm ngưng ha. Thì cái tôi giảng lại nữa. Thì chư Phật tử về tóm làm lại cái bài mới phải làm sao? Thấy không? Cái câu này nó khó đấy. Để rồi chúng ta kết luận cái câu này để qua câu số 4. Rồi chúng ta chuẩn bị câu số 4 cũng hơi khó đấy. Nên thì câu số 3 đến đây cũng như là tạm được rồi đấy. Thì ai giỏi nữa thì tóm hết lại cho nó sáng tỏ. Nghĩa là từ địa ngục tới cõi trời phi phi tưởng. Rồi nhất là trời phi tưởng đó rồi qua nhập lưu. Rồi qua nhất vãng lai, qua bất lai, qua vô sanh la hán. Thì chúng ta thấy là qua cái nhập lưu gọi là thắng tri. Qua nhất vãng lai cũng là thắng tri. Mà qua bất lai cũng là thắng tri. Tới A-la-hán mới kêu là tuệ tri. Nhưng mà tuệ tri thì người ta có thể trở lại cái thắng tri. Nhưng mà chúng ta để ý thắng tri của nhập lưu nó lợi khác với thắng tri của nhất vãng lai. Mà nếu nói khác là sai. Mà nếu nói một thứ là trật. Còn cái thắng tri của bất lai lợi khác với thắng tri của nhập lưu nhất vãng lai. Mà nếu nói khác là sai. Mà nói một thứ là trật. Còn cái tuệ tri của A-la-hán là cũng bao trùm thắng thắng tri đó. Ngài có thể đi vào thắng tri của nhập lưu, nhưng mà thắng tri này có tuệ tri thì nó lại khác nữa. Còn khi Bồ Tát hoặc Như Lai mà đi xuống cái thắng tri thì cũng là thắng tri giống hệt như là nhập lưu, nhưng mà lại khác.
Cái đó tôi có giảng rồi. Cái tứ thiền tôi có nói đó. Một vị mà đắc tứ thiền thì lấy cái tứ thiền làm cái linh hồn. Nhưng một vị nhập lưu nhất giảng lai hai láng mà nhập tứ thiền thì tứ thiền nó trở nên tứ thiền của nhập lưu. Tức là nó cũng vậy mà nó khác. Cũng như thầy giáo là vào lớp mẫu giáo phải đánh dần thôi. Thì ông thầy giáo đánh dần học trò đánh dần mà không có phân biệt được. Thứ thôi. Nhưng mà khác. Nó thì Phật tử để ý vậy. Rồi ông dạy lớp 7 rồi thì ông học trò lớp 7 cũng không phân biệt được. Giống hệt thôi. Nhưng mà khác. Còn ông hiệu trưởng mà sau khi kinh nghiệm mà ông xuống dạy thì ông lại khác ông thầy giáo mới dạy. Nhưng mà dạy có một thứ thôi. Nhưng mà khác. Thành ra chúng tôi phải để ý cái đạo Phật nó rất khó là chỗ đó. Thành ra trong kinh, trong bộ kinh đó thì có nhiều người không phân biệt được. Nói trời ơi tại sao nhập lưu nhất lai bất lai cũng kêu là thắng trí. Còn A-la-hán là tuệ trí nhưng mà vẫn có thắng trí. Còn Bồ-Tát Như Lai kêu là liễu trí mà vẫn có thắng trí. Vậy thì thắng trí này làm sao? Chúng ta thấy khó hiểu nhưng mà nghiền ngẫm lâu rồi sao mình thấy nó dễ thôi. Cũng vậy thôi. Thì thôi bây giờ chư Phật tử cố gắng. Bây giờ chúng ta về làm câu hỏi số 4 để cái ngừng đây hoài nhưng mà ai có rủi rảnh thì tóm lại. Tóm hết những cái ý tôi nói nãy này ha. Có làm sao cho siêu sức, siêu giọt luôn. Thấy không? Câu số 4 là đoạn diệt thân kiến thì đắc quả gì? Diệt thân kiến có diệt được giới cấm thủ và nghi không? Tại sao? Những cái này là những cái căn ấy. Thì chúng ta phải hiểu bởi vì trong quả đầu tiên đó thì thân kiến giới cấm thủ và nghi. Nhưng mà tại sao lại là diệt cái đó, diệt luôn ba cái này? Vậy ba kiết sử này nó giống nhau chỗ nào và nó khác nhau chỗ nào? Thì chúng ta phải đi sâu vào đó để chúng ta cái bánh vẽ rõ ràng thì sự chứng đắc của chúng ta dễ dàng hơn. Tôi mô Phật đến đây là 4:25, còn 5 phút nữa tôi để dành 20 phút. Thì có ai hỏi gì nữa không? Tính để dành 20 phút để chúng ta có thảo luận cái gì thảo luận. Nhưng tôi giảng quá còn có 5 phút nữa thôi, 7 phút nữa. Sao có ai thắc mắc cái gì không? Nghe hơi nhức đầu ha, thì cố gắng nghe nhiều lần cho nó quen. Mới đầu thì lấy làm lạ lắm. Còn ai mà mới vô nữa thì còn nhức hơn nữa. Nghe thì phải nghe vài chục lần nữa thì lần lần cũng biết thôi. Mà cái biết này là cái biết quan trọng. Trong đời không có gì bằng cái pháp lý này đâu. Bố thí pháp là bố thí cao thượng hơn hết. Vì nó sẽ chấm dứt vô lượng thân của mình lang thang. Còn nếu không là mình phải lang thang đó, chứ không phải dễ. Nhưng mà về cực lạc thì khỏe, nhưng mà chưa chắc về cực lạc đâu. Thành ra chúng ta để ý cái hạ phẩm của thế giới cực lạc, nó làm vấn đề sinh xâm mai rủi. Chỉ trung phẩm là mới bảo đảm thôi. Thì có đó ai biết được. Mình hiểu giáo lý rồi mình thấy mình nếu có thể mà hạ phẩm mình ráng chuyển qua trung phẩm. Mà nãy như tôi nói đó, như nãy tôi nói đó thì cái thiện trí thức nó không phải là phải xá lợi phất một quyền liên. Hồi xưa thì xá lợi phất một quyền liên giúp cho những vị đắc quả nhập lưu, nhất là xá lợi phất. Khi giúp một người mới vô đạo rồi đưa qua nhã nhập lưu rồi thì đưa qua một quyền liên. Nhưng mà sau này các vị tổ mình thấy là có khi một cái miếng sành dở, một cái tác tai, hoặc là khi tha thiết đi tìm không có thầy, một cái lá rụng, một cái ngộ, ngộ là nhập lưu đó. Nó có trăm ngàn cách ngộ. Nhưng mà cái quan trọng của người ngộ đó là phải một cách tha thiết, cắn chặt cái câu thoại đầu, cắn chặt cái đề mục của mình, cái thắc mắc mình mãi mãi, cứ gặm nhấm nó, cứ cắn chặt nó hoài. Vì một thời gian gặp cái hoàn cảnh nào khi mình đã chín mùi rồi, cái gì cũng có thể làm cho mình ngộ được hết. Có một ông đệ tử đó cũng vậy, tu hoài mà thấy không đó. Mà ra ngoài chợ đi mua đồ thì nghe lại cái bán thịt, tôi nghe ông thịt nói, thịt tôi cái nào cũng ngon hết á, dầu cho đầu heo, dầu cho lưỡi heo, dầu giò heo, cái nào cũng ngon hết. Nghe câu đó là ông ngộ. Thì chúng ta thấy cái duyên nó tới. Còn ông Hương Nghiêm gì đó cũng vậy. Đi gặp tổ Quy Sơn, Quy Sơn hỏi, tôi nghe ông giỏi lắm không? Phật Pháp nghe hỏi một, ông trả lời 10 phải không? Nói bạch thầy không dám. Không dám tức là cũng nhận nó mà ông giỏi lắm. Ông học một ông nhớ tới 10. Ba mới kinh điển tam tàng kinh lực lượng ông coi hết. Thành ra hỏi một, ông trả lời tới 10. Ông đi đâu cũng ngên ngang, vô gặp Quy Sơn lại mà đầu không sắc đất. Quy Sơn đó ông kêu mà, tôi nghe nói ông hay lắm heo, kinh điển ông nhớ hết. Hỏi một con trả lời 10, bạch thầy không dám. Ông nói bây giờ tao hỏi ngươi một câu thôi. Trước khi mà cha mẹ chưa sanh mặt mũi thật ông là gì? Ông nói tao nghe. Ông kêu ngơ ngơ ngáo ngáo,
Ông nhóc là tìm hết, nó không có, trong kinh đâu có nói vụ đó. Ông trở về, ông đem hết kinh sách cho ông coi, không có câu trả lời. Ông vô lại tổ Quy Sơn, bây giờ bắt đầu mới hạ phẩm cách xuống, lại đàng hoàng. Tổ chỉ cho con, tổ nói ta chỉ cho ngươi sao ngươi chửi ta. Ông tìm ở nó, đâu có ai ngộ gì đâu, đâu có ai giúp đỡ mình được đâu. Ông về, ông lật kinh điển lần nữa, kinh sách trong tủ đem ra hết, coi không có gì, đốt bỏ hết. Bánh vẽ, có no lòng được đâu. Ông mới lang thang trở về đi kiếm ông Huệ Trung Quốc Sư đó, là làm Quốc Sư đó, Huệ Trung. Lời cái mã của ông vô đó ngủ, bằng ngày đi xin ăn khất thực, mà đêm chung vô mã ngủ. Rồi ông trồng rau rác ở chung quanh để ăn thêm. Rồi hôm ông cào cái đất đó thì cái miếng nhuyễn sành đó dưới đất nó văng vô cây cột ông ngộ. Thầy nào đâu, cái vấn đề quan trọng là tha thiết. Mà bây giờ mình có tha thiết không? Tôi thấy không ai tha thiết hết. Gặp ngũ dục, gặp radio, tivi, gặp mà những cái đó mà Phật đản hay là những cái mà quỷ lạo rồi thì khoái chạy vô đó thôi. Nó vui vui, xanh xanh đỏ đỏ, trong nít nhỏ nó ham thì mình khoái. Chứ bao giờ mình cắn chặt cái thâu thổi đầu. Mình nhớ là người Hương Nghiêm đó là cắn chặt câu thổi đầu này. Đi đứng ngồi nằm thì cũng là trước khi mặt mũi cha mẹ sanh mình ra là cái gì, ăn cho tới quên ăn cái câu đó hiện hiện trước mắt thôi. Mà nếu người ngẫm mãi vậy thì phải dở thôi, phải ngộ thôi. Thành ra có nhiều xưa ngày khôn lắm, ngày đưa một cái câu hỏi mà không thể trả lời được, không thể trả lời được. Rồi cái chỗ đó mình cứ gặm nhắm hoài, cứ nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui. Tôi cũng nhờ nghiền ngẫm thì tôi mới hiểu chứ làm sao mà nghiền ngẫm như vậy là phải có điều kiện, tức là ăn có người ta lo sẵn mình, tất cả những cái gì xài phí mình phải sống một đời sống thật là đơn giản, không tiền không bạc không nhà không cửa không vợ không con, không có đóng thuế, không có lo gì hết, chỉ có chìm đắm trong cái giải thoát thôi thì may ra nó mới ngộ. Ai cũng ngộ được hết trơn á. Nhưng mà có ai dám làm, cứ làm được như vậy là phải có một cái ý chí rất lớn. Có ý chí rất lớn. Phải là tha thiết trên con đường giải thoát. Phải thấy là cái sanh tử là có quan trọng nhất. Nhưng mà ở đây mình thấy đâu có ai quan trọng vấn đề đó. Có nhiều ông sư xuất gia cũng tà tà thôi. Sống cho có chừng đó, lo ăn rồi ngủ thôi. Kinh sách không cần tìm hiểu gì hết. Thì chính các nhà sư ở trong này, tôi đã tạo điều kiện rồi. Cái chừng hỏi tới chả biết cái gì hết. Tôi nói đúng là tôi cũng nản lắm. Người ta tạo điều kiện đủ này thì ăn thì lo tu, lo cắn chặt cái kinh sách, kinh điển là lo chỉ ngoài. Ăn thì tới giờ có Phật tử người ta, mình đi bát Phật tử dừng ta xếp sẵn cho ăn. Ngủ rồi tới giờ ngủ. Ngồi thiền thì tới giờ ngồi thiền. Tại sao cái ngồi thiền mình không chịu nghiền ngẫm? Mình có thể ngồi tới sáng đâu có ai đầy đâu. 11 giờ khuya mình ngồi mình thấy những nghiền ngẫm câu đó, mình chìm đắm trong đó cho tới 7-8 tiếng đồng hồ, có đâu ai đây nó còn khen mình. Mà chưa tới giờ là rút vô ngủ rồi. Trời ơi tu vậy rồi làm sao? Mình không thấy rằng vấn đề sanh tử là quan trọng. Tôi nói tôi vô tôi rất sợ vấn đề sanh tử. Mà tôi nhất định phải giải quyết nó thôi. Nếu không được là ngoài ý muốn tôi. Nhất định là tôi chìm đắm vấn đề sanh tử từ đâu mà đến. Rồi mình chết đi về đâu? Rồi mình đầu thai như thế nào? Mình có thể đầu thai theo ý muốn. Mình có thể làm chủ vấn đề đầu thai. Mình có thể tự tại chơi giỡn trong vấn đề đầu thai hay không? Thể hiện không? Thì mình thấy Đức Phật trả lời được hết. Nhưng mà con có ý chí, con chịu hạ thủ công phu hay không? Đó là vấn đề chắc. Mà thủ công phu thì phải có đủ điều kiện. Tức là không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không lo cái gì hết. Chối ngày chìm đắm trong vấn đề tu học thôi. Ở đây tôi thấy là tôi, theo sĩ trưởng tôi tạo rất là mấy người nhỏ nhỏ dưới thì chưa có tôi lo hết trơn. Thì mình chỉ lo học, ăn rồi chứ do ngồi thiền, tham thiền, coi kinh sách thôi. Mà cái gì không hiểu thì có ông Sư Minh Hà, có tôi ở trên nữa thì nó dễ dàng quá đi. Phật tử cũng vậy, có gì là có Sư Minh Hà, có tôi. Mà tôi thấy Phật tử là cái loan hoặc bệnh ngoài đời thì tôi không nói. Bởi vì nếu mà không làm gì con nhà cửa ngoài thì cặp đất mà ăn. Còn đây có cái bát. Thì Phật tử phải nhớ rằng là tôi khuyên Phật tử là nên cạo đầu hết là phải. Nhưng mà kiếm một chi cô mà cho đúng là người tu thì tôi thấy không có. Cái có là tôi thúc Phật tử đi tu hết rồi. Tu là phải cố gắng, là không tu thì không có vấn đề ngu hay là khôn gì, không có vấn đề sáng suốt, thông minh gì hết trơn á. Tôi nói vậy mà tôi nói sai tôi chịu tội hết. Chỉ vấn đề tha thiết và bền bỉ trong vấn đề mà tu tập thì người ngu cũng trở thành người trí tuệ. Tôi nói trí tuệ chứ tôi không nói thông minh. Cái thông minh nó khác với trí tuệ. Thông minh là người khôn. Nói một thì nhớ tới 10.
cái mỏ dài, trả lời rất giỏi, nhưng cái gì người ta hỏi là đối đáp liền. Cái đó là người thông minh. Người này mà nếu chịu tu là mau tính giải thoát. Nhưng mà tự cao là tự cao, có tật là có tài. Nhưng mà chính cái tài, nếu mà chịu hạ mình xuống như Huy Nghiêm, ông chịu hạ xuống là ông cắn cái thọ đầu, cái là ông đắc quả. Nhưng mà nếu không, ông tự cao, có mặt linh linh, cũng như cái bài tôi nói Kỳ Dương với ông gì đó, cũng vậy. Trời ơi, ông thầy, ông dạy đã đời cho mình, tới mình được đệ nhất xã, đệ nhất thiện xã rồi, thì lại muốn tính thanh toán ông thầy. Đó là cái tài. Nhưng mà sau qua bắt ngã rồi, cái ngã mới hạ xuống. Là bây giờ mới là biết cái tối thượng. Đi cái tối thượng là đi qua cái ngã là tối thượng. Thì thôi, giờ ngưng đây, lần lần chúng ta đi sâu nữa, đi sâu nữa. Rồi chư Phật tử cố gắng đi, rồi tôi cũng cố gắng. Còn nếu bỏ sụi thì tôi cũng bỏ sụi luôn. Vì tôi yếu rồi, tôi giờ không còn khỏe như xưa nữa. Nhưng mà Phật tử cố gắng là tôi vẫn cố gắng thôi. Còn nếu do mình tôi hết thì tôi về. Chúng ta nghỉ rồi nó khỏe, xuống ngủ rồi nó khỏe. Ngồi thiền nó khỏe hơn. Mỗi người phải làm, chứ Phật tử cố gắng, tôi cố gắng. Thì thôi giờ không ai hỏi gì hết thì chúng ta nghỉ. Quá 4 phút, 3 phút rồi.